Cụ thể, tại các trạm quan trắc không khí nền thành phố như Trung Yên Ba, Kim Liên, Tân Mai, Mỹ Đình và Tây Mỗ, trong tuần qua số ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức kém cỏi tăng lên đáng kể. Cả năm trạm đều có hai ngày chỉ số chất lượng không khí ở mức kém cỏi, còn lại ở mức tốt và mức trung bình. Tại hai điểm quan trắc chất lượng không khí giao thông tại Ủy ban nhân dân phường Minh Khai và Phạm Văn Đồng, trong tuần qua, chất lượng không khí xấu hơn so với tuần trước đó, có 3 ngày chỉ số chất lượng không khí tại hai trạm này ở mức kém cỏi, còn lại ở mức trung bình. Chi Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, điều kiện thời tiết tiếp tục tác động trực tiếp đến chất lượng không khí của thủ đô trong tuần qua. Cụ thể, vào thời điểm đầu tuần và cuối tuần thời tiết không thuận lợi, trời nhiều mây, không mưa, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn làm cho các chất ô nhiễm trong không khí không có điều kiện khuyết tán. ngoài ra nhằm tích cực cải thiện môi trường không khí thành phố hà nội đã và đang thực hiện một số giải pháp như lắp đặt các trạm cảm biến quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn thành phố thành lập mô hình sân chơi tái chế sử dụng năng lượng tái tạo các chương trình truyền thông giáo dục tại trường học cộng đồng nhằm giúp người dân hiểu rõ ràng về chất lượng không khí và có các hành động cần thiết để theo dõi tốt hơn chất lượng không khí, hiện Hà Nội đang vận hành có hiệu quả 10 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động và một xe quan trắc chất lượng không khí lưu động, 6 trạm quan trắc nước mặt tự động để nhân dân và các cơ quan truyền thông theo dõi chất lượng không khí hàng ngày, kịp thời cảnh báo và chỉ đạo các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, thành phố đã tích cực phối hợp với Bộ Tư lệnh khoa học, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Viện Hàng Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công ty Cổ phần Môi trường Thành phố và Công nghiệp 10 tập trung triển khai khắc phục, xử lý sự cố môi trường do cháy nổ xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông góp phần giảm thiểu đáng kể cho ô nhiễm không khí.